thank mm -hmm. you Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của đèn pin không số lớn nha Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem một chiếc đèn pin đeo tráng đa năng Rất là cao cấp đến từ thương hiệu Cyan Sky với cái mã là HS6R Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng em nó cũng về tới Việt Nam rồi các bạn Mình rất là hào hứng để mở hộp nó ra xem luôn á Và trước khi mình mở cái hộp này ra xem á Thì cho các bạn xem sơ sơ qua về cái thông tin cấu hình và các cái chức năng của nó bên ngoài cái bao hộp nha Thì chiếc đèn pin này á nó có đèn spotlight nè đèn floor nè có nghĩa là đèn chiếu xa đó các bạn và đèn tỏa rộng luôn rồi có đèn hiệu luôn quang thông cực đại lên đến 1.400 lumen và tầm chiếu xa là 170 m à, thời gian chiếu sáng là 60 giờ wow và có cổng sạc tai si luôn cũng như là có cái mau để mình dán lên trên cái nón bảo hộ lao động dùng cho những công việc cứu hộ luôn wow khá là nhiều tính năng đấy có hai công tắc độc lập luôn rồi bên đây đây là những thông tin mà nãy mình nói với các bạn nè rồi thông tin về thời gian sử dụng và quan thông của nó thì cái đèn spotlight là đèn chiếu xa quan thông là 1.200 còn đèn tỏa rộng là quan thông là 500 nhưng mà hai cái đèn này có thể kết hợp được với nhau nha rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem bên trong nó gồm những cái gì ở đường nào đây ta đây mình kiểu nó như thế này để đừng có bị rách cái hộp rồi sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng em nó cũng về tới Việt Nam. Một chiếc hộp khá là đẹp. Ở à, bên đây thì chúng ta sẽ có một cái cổng cấp sạc tay si, một cái uh, túi Cyan Sky có logo Cyan Sky luôn. Đây. Một cái túi bằng lưới, may thì uh, đường chỉ rất là tỉ mỉ luôn các bạn, rất là đẹp. Bằng lưới nha. Nhìn đẹp ghê luôn á. Rồi. Đây là sợi dây uh, cắp sạc đúng là sản phẩm cao cấp có khác các bạn dây sạc này thì cũng chắc cũng khoảng chừng 50 cm vậy thôi trong này thì mình sẽ lấy cho các bạn xem đây là nhân vật chính nè khoan khoan đã để mình lấy hết ra hai cái ron dự phòng nha hai cái ron dự phòng tài liệu hướng dẫn sử dụng một bên là tiếng trung một bên là tiếng anh rồi 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 cái này mình để khoan cho các bạn xem sao thẻ bảo hành một bên tiếng trung một bên tiếng anh rồi, đây là cái miếng keo để chúng ta dán lên trên mũ bảo hộ lao động. Dùng trong những cái nón mà cứu hộ đó các bạn. Rồi, đây là nhân vật chính. Wow, mình cầm nó thấy nặng lắm nha các bạn. Uhm, thiết kế thì nguyên một khối bằng kim loại hết luôn. Những cái chi tiết ở bên ngoài nè, được gia công hoàn thiện, hoàn hảo luôn nó cứng cáp và chắc chắn bởi vì đây là dòng đèn pin mà thiết kế chuyên về độ bền mà cho nên là nó chắc chắn đến nỗi mà mình thấy nó là hơi bị hầm hố luôn đó các bạn ở phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc tay si cổng sạc tay si nha các bạn Bây giờ mình sẽ tháo nó ra rồi cho các bạn xem pin luôn cái miếng này là miếng cách điện để phòng trong những trường hợp là uh, vận chuyển thì uh, vô tình bấm nhầm phải cái công tắc đó các bạn pin lên đến là nghìn bốn trăm có cả cổng sạc tai si trên đây luôn nha pin đầu lòi và có cả cổng sạc tai si trên đây luôn bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha đây là cái gọng bằng kim loại nè thép không chỉ nha mình nhấn vào đó nói chung là tháo ra thì nó cũng dễ thôi nó không có khó gì thì cái gọng của nó là như thế này nè các bạn được thiết kế nó vòng qua như thế này cái điểm này người ta cũng hàng lại rất là chắc chắn nè thì đây là cái bát kẹp cái bát này thì xài tới thiên thu rồi chắc chắn là không bao giờ bị hỏng rồi các bạn rớt cũng không bị hỏng được cái dây thì khá là to rồi đây là cái gọng bây giờ mình sẽ tháo cái gọng này ra tháo ra thì bằng cách này nè các bạn trượt nó lên Đó, trượt nó lên như thế này nó cũng khá là nhỏ gọn trong lòng bàn tay như thế này thôi bên đây là cái nắp để pin nè còn bên đây là cái nút để bật đèn chính đèn spotlight Để chiếu xa đó các bạn rồi phía trên đây thì sẽ có một cái nút công tắc là bật đèn chiếu tản rộng fluoride và cũng như là bật luôn cả hai cái đèn này điều khiển luôn cả hai cái đèn hiệu à. mặt trước ấy, thì chúng ta sẽ có bốn con led tổng cộng hai con led này là led màu đỏ con led này thì nó là led bốn 40 sáng trắng còn led tản rộng thì là led hai 20 sáng vàng ở đây chúng ta sẽ có một cái mã nha cái mã này là mã bảo hành luôn của sản phẩm nha các bạn nè à cái mã này là cái mã mà nó sẽ trùng với cái mã trên vỏ hộp luôn nha đây <laughs> nó giống như điện thoại vậy nó là thuộc sản phẩm cao cấp mà cho nên là cái thân đèn pin nó phải trùng mã với cái vỏ luôn nha bây giờ mình sẽ lướt sơ qua về cái thông tin của sản phẩm à, các bạn có quan tâm thì cứ bao lại và xem nha mình sẽ lướt nhanh qua thôi rồi chụp màn hình lại và để xem ha rồi tiếp cái khung này rồi hết rồi đó thông tin của hãng chỉ có như thế này thôi và ở đây mình thấy cái này mới đặc biệt nữa các bạn bảo hành lên đến 5 năm nha các bạn và sau 5 năm đó thì các bạn có thể là sửa chữa nhưng mà có tính phí nha về cái cách sử dụng thì cũng khá là đơn giản nhưng mà nó hơi lạ tí xíu nữa các bạn thông thường thì những đèn pin khác thì các bạn bấm một cái thì nó sẽ sáng đúng không nhưng mà đèn pin này thì bấm một cái nó không sáng đâu nha nó không sáng đèn này đâu mà nó sáng đèn bên công tắc này nè để nó báo cho các bạn biết là tình trạng viên pin như thế nào ví dụ như các bạn bấm một cái mà đèn xanh sáng liên tục như thế này á, là pin trong đây còn từ 80 cho tới 100 phần trăm pin có nghĩa là nó đang đầy điện áp nếu như cái đèn xanh này nè nó chớp 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 thì cái đèn pin này còn từ 50 cho tới 80 phần trăm pin còn nếu như các bạn nhấn một lần mà đèn đỏ nó sáng liên tục chứng tỏ là đèn pin còn từ 20 cho tới 50 phần trăm pin và nếu như dưới 20 phần trăm thì đèn đỏ nó sẽ chớp 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 thì nó sẽ báo tình trạng pin ngay trên đây luôn nha rất là tiện đúng không còn để bật cái đèn này lên thì các bạn nhấn cái công tắc này nè các bạn nhấn giữ nha để tránh trường hợp là nó dễ bấm nhầm công tắc rồi nhấn giữ thì chúng ta sẽ thấy đèn spotlight nó sẽ sáng lên và ở đây hình như là cấp độ số 4 nè nãy mình thử thì nó có lưu lại cấp độ sáng số 4 nó sẽ nhớ lại rồi để thay đổi cấp độ sáng thì các bạn nhấn Đúng rồi, đây là cấp độ số 1 nè Bấm một lần nó thay đổi cấp độ số 2 Và tăng lên số 3, số 4 đó. Cứ thế nó xoay vòng Thì các bạn nhấn nhanh, có nào nó cũng xoay theo kịp hết trơn Và đồng nghĩa với việc là nó sẽ không có sử dụng các cái chức năng khác như đèn chớp, tự vệ gì đó nha Ở đây thì mình không thấy Và coi trong đấy thì mình cũng chưa thấy cái khả năng chớp tự vệ luôn Rồi, để tắt đèn đi thì các bạn nhấn giữ Nhấn giữ công tắc, để tắt nó đi còn để khóa đèn pin đó nha thì các bạn bấm hai lần thì lúc này nó sẽ chớp hai lần là nó báo cho chúng ta biết là đang khóa đèn pin và lúc này các bạn nhấn giữ thì nó sẽ không sáng đâu nha nó chỉ chớp hai lần rồi nó tắt đi để mở khóa thì các bạn nhấn hai lần rồi lúc này thì đèn đã mở khóa và các bạn cũng có thể áp dụng đối với cái đèn chiếu sáng tản rộng luôn và khi các bạn cắm sạc nó cũng tự động nó mở khóa luôn nha rồi bây giờ mình sẽ tắt đèn này đi và mở cho các bạn xem cái đèn tỏa rộng nó như thế nào nha. Thì cũng tương tự như vậy các bạn nhấn giữ. Thì đèn tỏa rộng nó nhiệt màu nó ánh sáng vàng nha. Rồi bấm một cái nó thay đổi cấp độ sáng. Thì cái đèn tỏa rộng này ánh sáng của nó chỉ có 3 cấp độ thôi. 3 cấp độ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 và hai cái chế độ đèn chiếu sáng đèn đỏ. Rồi. Nè cấp 1 nè. Cấp 2 nè. Cấp 3 nè. Rồi bấm một lần nữa thì nó sẽ sáng đèn đỏ hai bên lên. Rồi bấm một lần nữa thì hai đèn đỏ này sẽ chớp chớp. Đấy. Và có một điều đặc biệt như thế này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng độc lập hai cái tính năng này với cái tính năng đèn led chiếu xa. Đây mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Này. Đèn này làm gì cũng được. Đèn chiếu xa mình vẫn sử dụng được bình thường. Đấy. Đèn chiếu xa vẫn sử dụng được bình thường hai cái đèn đỏ hai bên vẫn sử dụng được bình thường thậm chí là các bạn muốn chuyển sang đèn tỏa rộng cũng được bật lên cấp độ số 3 thì lúc này quan thông của nó cực đại ở hai cái chùm tia sáng này ở hai con led này là 1400 lumen à, đúng ra là 1200 cộng với 500 thì nó ra 1700 đúng không nhưng mà nó giới hạn là ở mức là 1400 nếu như cả hai con led cùng hoạt động mục đích là để giảm cái nhiệt độ phát ra đó các bạn rồi bây giờ mình sẽ tắt cái đèn này đi rồi tắt cái đèn này đi luôn rồi đó là cái tính năng sử dụng rất là đơn giản luôn có chức năng khóa đèn pin luôn là mình thấy hay đó còn về tính năng sạc của nó thì mình sẽ cấm sạc cho các bạn xem nha có nó hiển thị như thế nào đây là đèn đỏ nó đang sáng nha nếu như đèn xanh nó sáng lên chứng tỏ là nó đã sạc đầy điện rồi đó các bạn Và một cái thông số rất là nhiều khách hàng quan tâm đó là thời gian chiếu sáng của chiếc đèn pin này. Thì ứng với từng con LED và từng cấp độ chiếu sáng thì mình sẽ liệt kê ra một cái bảng như thế này để các bạn tiện theo dõi nha. Và các bạn có thể chụp lại màn hình để dễ dàng quan sát hơn. Và cái bảng này là kết quả đo thực tế của mình ứng với cái loại pin 3400 mAh nha. Nếu như pin giỏm hơn thì nó sẽ không được được kết quả như thế này đâu. Và cái dòng bên dưới đó là thời gian mà mình đo được thực tế luôn nha. Không phải là thông tin của nhà sản xuất đâu nha các bạn. sau đây mời các bạn xem video test ánh sáng thực tế của chiếc đèn pin Cian Sky HS6R nhé. mình sẽ test ở chế độ chiếu xa trước. ở chế độ đèn chiếu xa thì nó sử dụng con led SST40, quang thông cực đại là 1200 200 lumens và tầm chiếu xa là 170m. đó là thông tin của nhà sản xuất nha. Và hiện tại thì mình đang có mặt ở trong một cái khu vườn cây ăn trái bên cạnh một cái ngôi trường Một cái nơi lý tưởng và quen thuộc để mình test đèn pin Và để cho cái video này nó được khách quan hơn thì mình sẽ giữ nguyên cái chỉ số EV như thế này luôn Mình sẽ không tăng sáng lên nha Khi hậu kỳ thì mình sẽ giữ nguyên cái chỉ số này luôn Để cho các bạn có thể là đánh giá giúp mình xem là Với cái quan thông 1200 lumen như thế này có mạnh chưa Và gom sáng như thế này có tốt chưa Nhưng mà các bạn lưu ý là cái đèn pin này đang sử dụng thấu kính TIR nha nó rất là nhỏ gọn và tích hợp rất là nhiều tính năng chứ không phải là những cái loại chó đèn truyền thống nha nếu như các bạn sử dụng cái chiếc đèn pin dạng chó đèn truyền thống là cái chó lớn đó các bạn và cái con led nó cho dù công suất nó có bé hơn đi nữa thì nó chiếu xa hơn đó là chuyện bình thường nha nhưng ở đây mình đang nói là chiếc đèn pin nhỏ gọn với cái thấu kính tr bé tí nha cái điểm mà mình thích nhất ở chiếc đèn pin này đó là cái tính hiệu quả của nó. Mặc dù cái quang thông 1200 lumen nó không gọi là quá cao đâu, nhưng mà nó đủ dùng cho những nhu cầu thông thường. Và cái mình thích nhất đó là nó ít tỏa nhiệt, từ đó thì nó rất là tiết kiệm điện luôn. Sau đây mình sẽ test cho các bạn xem ánh sáng thực tế của đèn floor light ha, hay còn gọi là đèn chiếu sáng tỏa rộng đó các bạn. Thì nó sẽ sử dụng con lẽ là SST20, nó có tổng cộng là 3 cấp độ chiếu sáng. Ở cấp độ chiếu sáng tối đa là 500 lumen, tầm chiếu xa là khoảng 63 m nha. Và ở con LED SST20 này á, cái nhiệt màu của nó là 4000 Kelvin và cái mình thích nhất của cái nhiệt màu 4000 Kelvin á là cái độ hoàng màu của nó lên đến 95 CRI. Có nghĩa là khi mà các bạn nhìn những cái vật mà màu sắc á, nó giống như cái ánh sáng của mặt trời, giống như ban ngày đó các bạn chúng ta sẽ không bị mỏi mắt cũng như là có thể sử dụng liên tục và đây là một chiếc đèn mà các bạn có thể trang bị trong những lúc mà cúp đèn hoặc là dùng để đọc sách cũng rất là tuyệt vời luôn nó không gây mỏi mắt nha các bạn ánh sáng nó rất là chân thật và giống như ban ngày nói về cái tiêu chí chọn đèn pin thì mình thấy đa số khách hàng sẽ yêu thích những chiếc đèn pin có cái quan thông cao cái tầm chiếu xa tốt nhưng mà bỏ quên đi cái chỉ số CRI nếu như các bạn cần một chiếc đèn pin dùng để chiếu sáng sinh hoạt dùng để cắm trại hoặc là đọc sách hoặc là chụp ảnh gì đó để cho nó trung thực thì mình nghĩ các bạn nên quan tâm cái chỉ số CRI này ha. Ngoài ra thì chiếc đèn pin HS6R còn được trang bị thêm hai con LED màu đỏ dùng để làm đèn cảnh báo hoặc là hỗ trợ thêm đèn hồng ngoại cho những cái công việc đặc biệt nào đó mà có khi các bạn sẽ cần ha nói chung là không có cũng chẳng sao mà có thì càng tốt chứ không có vấn đề gì cả và đôi lúc các bạn cũng sẽ cần đấy và nếu như các bạn có nhu cầu đặt hàng cái sản phẩm này thì bên trong phần mô tả video này mình sẽ cập nhật những cái đường link để các bạn có thể liên hệ và đặt hàng nhé cũng như là giá của nó mình sẽ để trong đó luôn các bạn có thể so sánh giá và bấm vào cái link để có thể cập nhật cái giá mới nhất hiện bây giờ luôn nha rồi cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau nhé